Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy Lợi nha các bạn. Hôm nay Lợi nói về cách đổi hệ thập phân là hệ cơ số 10 đó các bạn sang hệ thập lục. Thập là 10, lục là 6, vậy là hệ cơ số 16 đó các bạn. Thì trước tiên các bạn nhớ nè, từ cái hệ thập phân nha sang hệ thập lục. Thập lục thì các bạn nhớ nè, không thì bên đây qua hệ thập lục là 0, 1 thì đây là 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 tương ứng nha các bạn, 4 nha các bạn, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, tới 10 nè, 10 nè, 10 thì ở đây tương ứng là A nha các bạn. 11 tương ứng là B, 12 tương ứng là C, 13 tương ứng là D, 14 tương ứng là E, 15 tương ứng là F. Không có 16 nha các bạn. Hệ thập lục là từ 0 đến 15 thôi. Bạn nhớ được chưa? Rồi, bắt đầu mình đổi nha các bạn. Hãy chuyển nè, từ hệ thập phân, sang hệ thập lục phân của số 700 giúp Lợi. 700 thì từ hệ thập phân nè sang hệ thập lục thì các bạn chia cho 16, chia cho 16 nha các bạn. Rồi thì các bạn chuẩn bị giúp Lợi một cái máy tính Casio, các bạn bấm nè 700, chuẩn bị máy tính Casio nha, các bạn bấm 700 chia 16 là bao nhiêu ạ? 700 chia 16 nó sẽ ra là 43,75. Thì ta bạn viết phần nguyên vào đây, viết phần nguyên vào đây được chưa? Sau đó các bạn kiểm tra xem còn dư bao nhiêu thì các bạn lấy 700 nè, 700 nè trừ đi 16 nhân cho 43 bằng 700 trừ đi 16 nhân 43 dư 12. Tiếp tục ta lấy cái phần kết quả nè, đây gọi là thương nè, chia tiếp tục cho 16 thì được 2 dư mấy à, dư 11. Tiếp tục như vậy ta chia 16, 2 chia 16 được 0 dư 2. Sau đó muốn chuyển qua hệ thập lục phân thì các bạn viết ngược lại từ dưới lên nè, cái phần số dư đó các bạn. 2 vẫn là số 2 nè, từ hệ thập phân 2 vẫn là 2. 11 thì tương ứng là cái gì ạ? À? 11 tương ứng là B đây nè, 11 tương ứng là B. 12 tương ứng là gì ạ? À? 12 tương ứng là C. Vậy ta ghi vào hệ thập phân, xin lỗi, hệ thập lục phân của 700 là 2C, xin lỗi, 2 là viết từ dưới lên nè các bạn, thấy không ạ? 2BC được chưa? Rồi từ tiếp tục như vậy ta cũng lấy ví dụ 2BC từ hệ thập lục phân sang hệ thập phân giúp Lợi. Thập phân nha. Rồi bắt đầu mình nhìn các trình bày nha. 2B2 thì 2 này, 2 này sau đó 2 số nè, vậy nhân đang là hệ gì ạ? À? Hệ thập lục. Thập lục là 16 thì ta nhân 16, sau đó 2 số là 16 mũ 2 cộng B. B từ hệ thập lục nè sang hệ thập phân nè thì là 11 nhân B sau B một số là 16 mũ 1 cộng C từ hệ thập lục nè sang hệ thập phân nè, đó là 12. Sau C không có nào hết thì 16 mũ 0, và các bạn bấm máy tính ra thì nó sẽ ra đúng 700. Được chưa? Vậy 2BC trong hệ thập phân
phần là 700. Tương tự các bạn hãy giải bài tập sau giúp Lợn. Bài tập gồm ví dụ như sau: 961 chuyển qua hệ thập lục, sau từ hệ thập lục chuyển lại hệ thập phân giúp Lợn nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye. Trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợn để Lợn khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.